Đang đào đất ở đầm lầy, người dân phát hoảng khi thấy con rắn lạ có màu gà ở trên đầu. Má ơi kìa, gớm không? Chị chỉ chú con rắn. Gớm. Một đoạn clip được người thợ máy xúc chia sẻ mới đây đã làm dân tình không khỏi nổi da gà khi một con rắn được cho là rắn thần đã xuất hiện với những tình tiết lạ đến rợn người. Từ những gì quay lại cho thấy, con rắn đang bò ra từ bãi bùn đất ở đầm lầy với chiều dài lên đến vài mét. Kích thước cũng siêu khủng, trông giống như một con trăn miếng điện khổng lồ. Tuy nhiên, điều đặc biệt không phải nằm ở kích thước khi mà con rắn lạ này có một thứ giống như màu gà ở trên đầu. Thậm chí, theo nhiều chủ nhân của đoạn clip kể lại, nó còn phát ra tiếng kêu giống như một con gà thực thụ. Vì là cái này số nó hơi đại. Nó gặp cái ông này, ông không có gắn hả? Gặp lên là nó rồi. Gặp lên là nó rồi. Quay đi chút trong lên coi. Tức cái chết. Từ những gì quay lại cho thấy, con rắn với kích thước khủng đang bò xung quanh đầm lầy và nhiều người dân chứng kiến ở đấy chỉ biết đứng thật xa để theo dõi, chứ không một ai dám tiến lại gần. Bởi lẽ, chưa ai có thể lường trước được độ nguy hiểm và sự hung hăng của nó khi bị kẻ lạ tiến sát đến mình. Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội và một số nhóm chuyên về rắn, dân tình đã để lại những cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh thực hư của loài rắn này. Một số đã cho rằng đây chính là rắn hổ mây, tuy nhiên phần đông lại khẳng định loài rắn có màu gà trên đầu là có thật và nó được dân gian tương truyền là rắn ông, rắn bà. Theo tìm hiểu được biết, rắn màu gà hay rắn vương miện rất linh thiêng, nhờ thời gian sống lên đến vài trăm năm hoặc hơn, được cho là đang canh giữ các khu vực linh thiêng. Có con có tốc độ rất nhanh khiến nhiều người tưởng rằng rắn màu gà có thể bay lên khỏi mặt đất. Rắn màu gà có màu sắc cơ thể khác nhau vì nó không phải một loại cụ thể mà được coi như là tiến hóa qua rất nhiều năm sống. Nhiều con rắn có thể dựng người thẳng dậy và có con hung dữ tấn công người, có con thì lẩn tránh con người rất kỹ. Ở Việt Nam đã có nhiều câu chuyện được các người cao tuổi thời trước lưu truyền lại cho con cháu về loài rắn thần này, mô tả nó rất linh và không được động đến. Rất nhiều địa phương đều lưu truyền các câu chuyện về loài rắn màu gà này và đều có phần giống nhau ở đặc điểm là đầu rắn có phần thịt mọc lên và nhiều đặc điểm dị thường.